Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Viêm dạ dày tá tràng rất hẳn 100% nhờ thảo dược tự nhiên này. Viêm dạ dày tá tràng thuộc phạm vi chứng vị quản thống trong y học cổ truyền, do lớp niêm mạc dạ dày xuất hiện những vùng bị loét. Người bệnh cảm thấy đau cồn cào như thắt lại mỗi khi đói, đau vùng thượng vị, đi kèm là cảm giác buồn nôn, trướng bụng, tả hơi, hở chua, vân vân. Các thảo dược điều trị viêm dạ dày rất phong phú, có giá trị điều trị nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh việc dùng thuốc để dự phòng và điều trị bệnh lý này trong cộng đồng, chế độ ăn uống, làm việc, học tập có vai trò rất quan trọng. Cần thực hiện tốt chế độ ăn uống, dinh dưỡng phải đầy đủ và cân đối, không nên ăn uống quá nhiều chất kích thích, thức ăn quá chua, quá cay, quá nóng, thức ăn nhiều chất béo. Ăn đúng bữa, đúng giờ, không ăn quá khuya. Không nhịn đói cũng không ăn vội, hạn chế uống rượu, bỏ hút thuốc lá. Chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, không thức khuya, tránh làm việc quá sức, giảm căng thẳng lo âu. Các thảo dược trị viêm loét dạ dày. Trà dây có tác dụng diệt vi trùng, vi khuẩn, giảm độ axit tại dạ dày, cắt cơn đau. Thời gian cắt cơn đau trung bình của trà dây từ 8 đến 15 ngày. Theo kinh nghiệm dân gian, trà dây có giá trị về mặt dược liệu rất quý, giúp cho bệnh viêm loét dạ dày tá tràng dễ liền sẹo, giúp tiêu hóa tốt, ăn uống ngon miệng, dễ ngủ. Những người bị bệnh viêm loét dạ dày tá tràng uống một thời gian dài thấy bệnh đỡ dần và hết đau. Trà dây thường hái toàn thân cả lá vào lúc cây chưa có hoa quả, đem về rửa sạch, cắt nhỏ, phơi khô, sau qua rửa hãm với nước đun sôi như pha chè, uống thay nước. Phơi khô có mùi thơm nhẹ, sau khi sao mùi thơm càng rõ hơn, nước trà dây có vị hơi ngọt, uống rất dễ chịu. Trà dây thuộc tính hàn lương, mát lạnh, ngày dùng 20-30g, sắc uống thay trà hàng ngày, mỗi đợt uống liên tục từ 15-20 ngày. Dạ cẩm có tác dụng làm giảm đau, trung hòa axit trong dạ dày, bớt ở chua, vết loét xe lại, người bệnh có cảm giác khoan khoái, nhẹ nhàng. Ngoài ra, dạ cẩm còn được dùng trị bệnh ngoài da, viêm loét miệng, nhiệt miệng. Trong đông y, có nhiều cách sử dụng dạ cẩm chữa đau dạ dày như dùng dạng thuốc sắc, cao dạ cẩm hay siro. Cách dùng qua nghiên cứu và ứng dụng tại bệnh viện như sau. Dạng thuốc sắc: lá dạ cẩm khô 10-20g, sắc uống, có thể thêm đường cho dây uống, ngày uống 2-3 lần, uống trong ngày, uống trước khi ăn hay vào lúc đau. Cao dạ cẩm: lá dạ cẩm khô 3,5kg, đường kính 1kg, mặt ong 500ml. Nấu lá dạ cẩm với nước thành cao, cho đường vào đánh tan, cô lại. Cuối cùng cho mật ong vào đóng thành chai dùng dần, ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 10-15ml, uống trước khi ăn hoặc khi đau. Cốm dạ cẩm: một dạ cẩm 3,5kg, cam thảo 0,5kg, đường kính 1kg, tá dược vừa đủ dính, hồ, nếp, thêm đường và saccharin vừa đủ ngọt. Ngày uống 2 lần trước khi ăn hoặc khi đang đau, mỗi lần dùng 10-15g, trẻ em dưới 18 tuổi 5-10g. Bạch chuột có công dụng phòng chống và điều trị viêm loét dạ dày, giảm nhanh các cơn đau, giảm cảm giác nóng rét vùng thượng vị, trợ giúp tiêu hóa, ăn ngon miệng. Điều trị các chứng rối loạn tiêu hóa như táo bón, đi lỏng, ở chua, ở hơi. Giảm lượng dịch vị dạ dày tiết ra trong khi không làm giảm lượng axit tự nhiên có trong dịch vị dạ dày. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu của y học hiện đại và y học cổ truyền cho thấy các thành phần hóa học có chứa trong cây bạch trạch có tác dụng kháng viêm, chống phù nề, tăng cường khả năng tiết mật, thúc đẩy chức năng giải độc gan, chống viêm nhiễm. Nước sắc từ cây bạch trạch có tác dụng hạ đường huyết rõ rệt, ức chế sự đông máu. Đông y và dân gian có nhiều cách sử dụng cây bạch trạch chữa bệnh đau dạ dày khác nhau. Dùng sống, sắc hoặc tán thành bột uống, ngày uống 6-12g.
Gừng ngâm giấm trị rứt trong ngực dạ dày, hiệu quả sau 3 ngày ai cũng làm được. Trong ngực dạ dày là chứng bệnh rất nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong nếu không chữa trị kịp thời. Bài thuốc gừng ngâm giấm chứa trong ngực dạ dày rất hiệu quả, đã được nhiều bệnh nhân áp dụng thành công. Sau đây là câu chuyện được chia sẻ bởi một người bạn. Mẹ em bị dạ dày mấy năm nay, chữa tưởng dứt rồi mà thời gian sau lại tái, dù cũng kiêng cữ dư lắm. Dạo gần đây còn trở bệnh, thêm chứng trào ngược dạ dày nữa. Biến chứng của bệnh này rất nguy hiểm, có thể gây viêm xoang, viêm thanh quản, viêm mũi, viêm phổi. Do dịch axit bị hít vào đường thở, nặng hơn còn gây loét hoặc ung thư thực quản nên em lo lắm. Bữa trước qua nhà bạn chơi có kể chuyện, bạn ấy liền mách cho bài thuốc gừng ngâm giấm trị bệnh trào ngược dạ dày hay lắm. Em về làm ngay cho mẹ vì đơn giản quá, làm 30 phút là xong một lò dùng cho cả tháng rồi. Làm hôm trước, hôm sau dùng được luôn, mẹ em uống theo đúng liều lượng. Sau 3 ngày thì dứt triệu chứng trào ngược, uống thêm 1 tuần thì thấy người khoan khoái hẳn. Mẹ em mừng lắm vì tìm được bài thuốc hay chữa khỏi căn bệnh hành hạ mẹ bao năm. Bạn nào bị hoặc có người thân bị thì thử ngay xem sao nhé. Bài thuốc lành tính mà làm nhanh, tiện lắm. Thứ nhất, cách làm gừng ngâm giấm. Chuẩn bị nguyên liệu: gừng tươi 1/2 kg, giấm tốt nhất là giấm táo 250 ml, đường trắng 50-100 g, lọ thủy tinh sạch. Cách làm: gừng khi mua về rửa sạch, cạo vỏ, thái thành từng lát mỏng, ngâm trong nước muối khoảng 15 phút rồi để ráo. Cho giấm vào nồi, nấu trên lửa nhỏ đến khi sôi thì tắt bếp, thêm đường sao cho có vị chua chua, ngọt ngọt, sau đó để nước giấm nguội. Cuối cùng, cho gừng vào lọ thủy tinh sạch, đổ nước giấm đã nguội vào, đậy nắp kín. Để lọ gừng ngâm giấm ở nơi thoáng mát, sau một ngày là bạn có thể dùng được. Ngoài công dụng chữa trào ngược dạ dày, thường xuyên dùng gừng ngâm giấm vào mỗi buổi sáng sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn, hỗ trợ quá trình tiêu hóa, có thể làm mới và sản sinh các tế bào. Thứ hai, công dụng của gừng ngâm giấm với chứng trào ngược dạ dày. Trong đông y, gừng được xem là một vị thuốc có thể chữa được nhiều bệnh như cảm lạnh, viêm khớp, giảm đau dạ dày và tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt, gừng ngâm giấm chữa trào ngược dạ dày vô cùng hiệu quả. Bài thuốc này được đánh giá là phát huy được tối đa tác dụng của củ gừng nhờ những phản ứng hóa học sinh ra trong quá trình ngâm giấm, vì vừa có tác dụng hỗ trợ chức năng của dạ dày, vừa làm giảm các triệu chứng đầy hơi, hở chua, trào ngược thức ăn lên thực quản. Những người bị trào ngược dạ dày chỉ cần dùng gừng ngâm giấm trong 3 ngày liên tục sẽ cải thiện được tình trạng bệnh vô cùng hữu hiệu. Ngoài ra, gừng ngâm giấm rất tốt cho sức khỏe của bạn, giúp giảm cân, ngăn rụng tóc, chữa cảm lạnh, tăng sức đề kháng, hỗ trợ điều trị viêm khớp, v.v. Thứ ba, lưu ý khi sử dụng gừng ngâm giấm chữa trào ngược dạ dày. Cách tốt nhất để ăn gừng ngâm giấm là vào buổi sáng, cùng bữa ăn sáng. Khi đó, dạ dày đang làm việc thì máu sẽ lưu thông tốt hơn, hỗ trợ quá trình tiêu hóa, tăng tốc tuần hoàn máu, có thể làm mới và sản sinh các tế bào. Đặc biệt, với đấng mày râu, gừng ngâm giấm còn là liều thuốc tự nhiên tăng cường thể lực, tráng xương, v.v. Sau 3 ngày liên tục ăn, có thể thấy không còn bị trào ngược dạ dày, thậm chí không đau bao tử. Nếu ăn khoảng 20 ml giấm đã ngâm, còn có thể hỗ trợ điều trị bệnh viêm khớp, giảm mỡ máu. Kiến nghị người bị mỡ máu cao, huyết áp cao nên sử dụng món này. Ăn gừng ngâm giấm hay một thìa con nước giấm còn có tác dụng tiêu mỡ, đốt sạch chất béo, lọc và đào thải chất cặn bã ra ngoài cơ thể. Ngoài ra còn tốt cho gan, ngăn triệu chứng rụng tóc, nhất là khi thời tiết đang giao mùa. Chú ý, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bài thuốc vì tình trạng bệnh và cơ địa mỗi người đều khác nhau. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.